Hai xin chào cả anh em và cộng đồng nha. Chúc mấy anh em và cộng đồng nhiều sức khỏe và luôn luôn phát tài nha mấy anh em, làm ăn phát tài chứ. Mấy anh em ơi, bữa nay mình đi ra cái bãi Châu Nằm á mấy anh em. Còn mình đi du lịch sẵn mình ghé mấy cái bãi Quan Sơ á, mình quay mình chia sẻ cho mấy anh em xem. Quay trên YouTube nè, mấy anh em nhìn thấy không? Xung quanh còn hoang sơ lắm nha mấy nè, đây cảnh tượng này mấy anh em mới thấy là hoang sơ đó, có cái nhà trước ta ở đây giờ ta dỡ đi luôn rồi, hay có mình nên chị không nổi, cảnh tượng này mới thấy hoang sơ nè mấy nè, đó gốc cây rồi quấn rồi đó mấy nè, rất là hoang sơ nha mấy nè. Bãi Châu Nằm, bãi tắm Châu Nằm nha. Để mình xuống nha. Đó. Rất là quan sơ nha mấy anh em. Thì xa xa quay gì nó mới đẹp. Ở đằng kia tuốt tuốt, đằng kia mình thấy có cái cầu. Đó. Mình bây giờ mình một vòng ở bên đây đi. Gác ghế tùm lum luôn mấy nè, ở xa xa đằng kia á mấy nè mình thấy có mấy cái mỏm đá rồi à, mình đi du lịch mình quay cho mấy anh em xem, mà sẵn đây mình sẵn mình đi trải nghiệm luôn nha mấy anh em, mình trải nghiệm mình đi trải nghiệm trải nghiệm lặn biển, mình có gì mình bắt cái nén nha mấy anh em, có gì mình bắt cái đó nghe mấy anh em, với mình ở đây sáng mình đi khoảng 40 cây số mới tới đây mấy anh em, ở đây trong này mình không có đem cái gì theo chứ, không đem đồ ăn đồ theo luôn mấy anh em ơi, nếu mà ở đây á, ở đây nếu mà đây tới chiều mình ở đây đây tới chiều á mình phải đi kiếm cái gì bắt mình ăn mấy anh em ơi. Vòng vòng đây cách khoảng nếu mà chạy đi mua đồ phải 7-8 cây số, đường ra tú ở ngoài khoảng 7-8 cây số mới mua được, với người dân trong đây thưa thớt lắm mấy anh em ơi, không có nguyên dọc bãi biển này có mấy căn nhà, người ta cũng không có bán gì luôn nữa. Bây giờ mình lỡ mình đi xuống đây mình quay, nếu mà mình vừa quay mình cũng như là sinh tồn luôn á mấy anh em, rồi mình đi bắt con này con kia ăn lót dạ luôn mấy anh em ơi. Chứ bây giờ mình đi quay không nó đói bụng chết luôn, sáng giờ mình cũng quên cái vụ ăn cơm đó, rồi mình không có ăn, giờ này chạy tới đây nó đói, thấy đói. Bây giờ một cái mỏm đá đằng đó đó mấy anh em, khúc đằng đó đó để mình cái mỏm đá để mình may có mấy mỏm đá đá ngầm đó. Mình sẽ lại đằng đó mình kiếm cái gì mình bắt lên để mình ăn, mình quay cho mấy anh em xem luôn. Thấy gì chứ xa lắm nha, mình phải lên chiếc xe, lên xe của mình chạy chạy cặp mé biển này luôn, chạy dài tới nắng chứ giờ chạy lên cái nữa nó xa lắm mấy anh em. Rồi mấy anh em dưới cấp nãy mình có chạy đi trên đường mình gặp cái hồ nước ngọt đẹp lắm, bây giờ mình úp lên mình chia sẻ cho mấy anh em xem nha. Cái clip cái chỗ mà mình quay có khoảng 3 phút à 2 3 phút gì đó. Mình up lên cho mấy anh em xem cái cảnh hồ đẹp. Up lên xong rồi cái đầu mình tới cảnh biển nha mấy anh em, đi lặn biển đi bắt này bắt kia, có gì bắt nấy, có gì ăn nấy. Ở đây thì mình có đem theo mấy anh em biết cái này là gì không? Đây cái bọc nó bay chạy theo lượm lại đến hồi không có bọc, mấy anh em biết cái này là gì không? Đố mấy anh em làm cái gì nói gì chứ mình nói cho mấy anh em nghe luôn, không phải để đựng cái gì đâu, mình không có cái đồ quay dưới biển á mấy anh em, mình để cái điện thoại của mình vô trong này rồi mình quay, mình lặn biển mình quay, để điện thoại vô đây và mình để đá vô nữa, để đá cái nào chìm chìm á
cho nó lửng dưới nước á, mình khỏi mất công cầm nữa mấy anh em ơi. Mình đẩy nó đi nhẹ nhẹ mình quay tới tới luôn đó. Mà cái này thấy vậy chứ chất lượng lắm nha mấy anh em, nước không vô mà hũ phải trong nha. Ở đây thì mình có đem theo bộ đồ lặn kiếng với cái ấy thở nè, với cây dao với cây vít để khi mà lỡ có sò ốc gì, hào rồi đó mình cạy để mình ăn đó. Dao thì có thể nếu mà có cá sáng mình quên đem chay, nếu có cá mình làm ấy bù tạc, thái ra ăn bù tạc luôn ngon. Mà mình quên đem bù tạc, chắc cá nếu mà có cá thì mình bắt mình nướng. Rồi bây giờ mình đi lại mượn lá nè, chắc có cua ốc quá, cá thì mình thấy đây hiu quá mấy anh em ơi. Thôi giờ chạy ra đẳng thôi, đang ấy đẳng săn bắt đồ. Một cảnh biển cho mấy anh em xem cái. Ở đây cũng có mấy tảng đá ngầm nhưng mà nó ít quá. Bây giờ mình phải chạy lên đẳng cái đi. Mình đi trên đường ra ngoài, trên đường đi ra bãi bãi ê quên Dũng Châu Nằm mấy anh em ơi. Bắt gặp cái hồ nước ngọt từ trên suối nước mưa đồ đổ xuống nè, đẹp quá. Nó có mấy cái dòng sáng sáng, cái này của người ta đào hay là ấy gì mình không biết nha. Có cái tảng đá kìa. Nhìn thấy đẹp quá, mình chia sẻ cho mấy anh em xem. Này giữa biển ở đảo Phú Quốc mà có cái hồ nước ngọt đây, không biết nước này uống được không nha. Mình thấy nó cái màu nó xanh xanh kỳ quá, màu xanh con biển không kêu con biển ấy không ấy, đẹp không, nguyên cái dàn cảnh đẹp kìa, y gan như đây là cái đuôi rồng nha, nguyên cái thân mình rồng, cục đá trên đó là đầu rồng giống hệt ha, tưởng tượng á mấy anh em, trừu tượng ra mấy anh em. Rồi, quay phố khúc thấy cái cảnh đẹp mình quay chia sẻ cho mấy anh em một khúc, khoảng phút mấy 2 phút vòng vòng cái hồ nước ngọt ha. Hồ nước ngọt này theo mình nghĩ là tự nhiên đó mấy anh em, nó có cái dòng nước chảy mà nó xoáy xoáy xoáy, nhìn đi gan ngọng không đầu gọng đó. Nếu mà khúc này trở lại thì nhìn đi gan như cá sấu đó, là cái đầu cá sấu nè, nguyên cái thân mình cá sấu nè, khúc đuôi nè, khúc đuôi gì thì nhìn giống rồng hơn, mình trừu tượng ra rồng mấy anh em ơi, chứ không phải Rồi chia sẻ với anh em khoảng 2 phút thôi, 2 3 phút trên đảo Phú Quốc có cái hồ nước ngọt tự nhiên đẹp quá. Mấy anh em ơi, mình đi tới cái chỗ cái mỏm mấy cái bãi đá nè, đi tới chỗ này nè, thấy là cấp nãy quay trên điện thoại gì đó mấy anh em, thấy vậy chứ nó xà lắm mấy anh em, với lại chạy đường biển đường cát này nè, chạy nó bị vướng cái góc vuông không có được rồi lội lên cát bường nãy giờ. Khúc cấp nãy mình quay là tuốt nặng nè, để mình quay lại đó, tuốt tuốt ngoài cầu cảng thấy vậy chứ xa lắm nha, đó xa lắm đó. Bây giờ trước tiên á mấy anh em, mình
Chạy tới đây nó hơi đói bụng hơi rồi. Ở đây thì dừa có nhiều lắm anh em ơi. Đó, mấy dừa khát nước leo lên bẻ uống. Mà nó cao quá cao mấy anh em ơi. Leo lên mệt lắm. Bây giờ mình không chọn cách leo. Tại ở đây cũng hoang vắng, người ta cũng ít có đi vô đây lắm. Có nhà mà có nhà có cái nhà quan, có mệt mệt mình vô đó mình nằm mình ngồi nghỉ mệt cũng được. Khu rừng ở trong đó là khu rừng, tốt cho là rừng không á, xung quanh là rừng, ở trên rừng không biết có cây gì, rừng chắc cây ăn trái chứ không có đâu mấy anh em. Có mà nhỏ nhỏ không à. Đây giờ mình đi kiếm đồ ăn mấy anh em ơi. Mình phát hiện được trái dừa, cái dừa này theo mình nghĩ là nó không bị hư đâu, nước ốc ốc bách luôn, biết mấy anh em nghe không nè. Rồi hôm nãy mình chạy dọc đường, bây giờ mình uống nước dừa với ăn cái nó trước đi. Hôm nãy mình chạy dọc đường gớt cây dao kiếm không có luôn rồi mấy anh em ơi, giờ không có dao luôn rồi, giờ mình lấy cây vít. Lấy cái vít mình cạy nữa nè, tột dừa lấy vít, cái vít lột dừa, không đem cái vít theo chắc mình kiếm đá mình đập cho nó dập dập. Đó dừa nè, lột bằng cái vít cũng dễ lột mà mấy anh em ơi. Thì cô biết cách lột cũng dễ lột, tại này mình một tay, tay cầm một tay quay một tay làm để mình để cái ấy lên cái chân cái này, lấy cái chân gọi lên mấy mình mới làm được. Mệt để nó mệt uống miếng nước cái cho nó khỏe, mình đói nữa anh em ơi, nó vừa mệt vừa đói nữa. Ở cái nắp cốp xe mình lấy cái chân đây gắn vô thôi. Rồi mình đã gắn rồi, bẻ mấy cái chân nó ra nữa là xong. Rồi xong rồi đó mấy anh em ơi, giờ mình quay cái camera đây, lột trái dừa ơi. Nó ra ăn miếng đầu miếng sau dễ ra lắm anh em ơi. Nhưng mà miếng đầu mình lấy miếng nhỏ nhỏ thôi, mình xẻ cái miếng nhỏ nhỏ nữa thôi, bự quá mình khó cạy lắm. Đó. Gì là xong, mới kéo nổi không. Cái này có phần nửa tươi phần nửa khô, không biết nó có hư không nữa. Một miếng đó, mấy miếng sau này dễ, mấy anh em đừng có ham cự cái miếng bự quá nó khó làm khó kéo, miếng nhỏ nhỏ thôi đạp xuống kéo. Vậy là nó mau ra rồi đó mấy anh em ơi, mau ra. Mấy anh em ơi, bây giờ lột xong trái dừa nè mấy anh em. Mình lột xong trái dừa này là uống được nha mấy anh em.
Tại cái dừa này nó mới rụng hay gì à? Bây giờ mình cạy ra coi nó có hư không nha. Anh em ơi, mình soi cái lỗ nó nè mấy anh em. Mình thử thì nó không có hôi nha, nó có mùi ga. Để mình uống thử nó sao. Không chua mà nó cũng không ngọt luôn mấy nè, nó mặn 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 kỳ lắm. Nhưng mà nó không hư nha, nó không có hôi mùi hư mùi thiêu gì hết, cho nên mình uống được. Mình sẽ nốc trái dừa. Mình uống trái dừa này xong rồi mấy anh em ơi. Rồi cái mình để lại uống nó cũng thấy no hơi, được nửa trái, mình uống được nửa trái. Mình uống được nửa trái. Thấy no no hơi. Rồi cái mình để đó đi. Rồi mình đói mình sẽ lấy cái ăn. Mình cái lúc nếu mà đi sinh tồn á mấy anh em. Mình nên khuyên mấy anh em ha, lúc còn sức á thì mấy anh em cứ đi kiếm đồ ăn cho nhiều vô, kiếm đồ ăn càng nhiều càng tốt. Rồi đi kiếm cũng chừa thời gian để cắt liều nha, tại vì lúc mình còn sức á thì mình đi kiếm đồ ăn được. Nếu mình cắt liều đồ trước ha, mình đi kiếm đồ mình cắt liều đồ thì nó sẽ làm mình mệt tới lúc mình đi kiếm. Cái lúc mà mình đi kiếm thức ăn đó mấy anh em, nó sẽ kiếm ít thức ăn lắm, không được thức ăn là một. Hai cái nữa là nó không có còn sức để đi kiếm thức ăn đó. Nếu mà ai mà nhịn đói tốt đó, thì cắt liều trước cũng được, nhưng mà mình thấy đi kiếm đồ ăn trước là chắc ăn. Còn dựng liều thì dễ rồi, nó cũng lẹ cũng dễ. Nói chung ra nếu mà chỗ mưa gió, chỗ mà thường mưa gió thì mình dựng liều trước. Còn chỗ nào mà ít mưa gió thì mình nên đi kiếm đồ ăn trước là chả ăn mấy anh em ơi. Mưa gió có thể mình đốt lửa, mình kiếm chỗ mình trú đồ được. Kiếm mấy kẹt đá, kẹt hốc được đó. Hay là nếu mà không có kẹt đá thì mình kiếm cái chỗ nào mình kiếm cái miếng nào mình che. Mình che cái chỗ đóng củi để cho nó để mình đốt than đốt lửa cho nó ấm là được rồi mấy anh em ơi. Với lại á, vừa đi kiếm đồ ăn mà vừa kiếm củi về để cho, nếu mà chỗ có mưa gió thường á, để cái chỗ khô kiếm cái miếng gì đó, lụm miếng gì đậy lên lại, đậy lại, hoặc là mình ung đống lửa trước đi đó, cái mình kiếm đồ che cái đống lửa rồi chạy đi kiếm đồ ăn. Cái đó là trước nhiên sức khỏe trước nghe mấy nè, sức khỏe trước nó mới đi kiếm đồ ăn mới có nhiều, tại đó mình sinh tồn lâu dài á mấy nè. Thôi bây giờ mình ngồi nghỉ mệt một chút xíu, cái là mình đi xuống biển mình kiếm đồ ăn nha.
kiếm đang đi à, mấy mấy gì không biết, mấy anh em thấy mình không? Đi à, mấy biển nha mấy anh em ơi. Không được, đi không chắc ấy quá, bây giờ đào đi không được, thôi đi không được, bắt gặp một con ốc muộn hồng. Quay thì mấy anh em thấy không nữa. Đây. Nóc con hổ mới chạy ra. Để mất tiêu rồi. Ở đây còn trong khúc cạn nha mấy anh em. Đây. Chú ốc mụn con hổ đây. Mấy thấy không? Mấy anh em thấy không nữa. Này bỏ đá thì ít nó cũng còn vẫn còn nổi. Không muốn hộn nó ở trong này. Biết gì mấy anh em thấy không? Chút chung vô trong luôn rồi. Xa xa ra. Ốc muộn hồn. Mình đi về dài coi có ốc gì không. Đây mình gặp một chú ốc này. Cũng ốc muộn hồn luôn mấy anh em ơi. Ốc muộn hồn luôn. Đó, ốc muộn hồn thì mình không bắt. Đây vẫn ốc muộn hồn nữa. Ốc muộn hồn luôn. Ốc muộn hồn. Đây ốc muộn hồn nhiều quá mấy anh em ơi. Đây thấy có mấy con ốc tại gần bờ nè, người ta ăn ốc, người ta bỏ vỏ ốc rồi. Đục hết trơn. À, mới thấy con này lắm. Mới thấy con này nó mở hồng. Đó. Bây giờ mình chạy nó ra thử này nó sao này nữa nè. Ai. Bây giờ đang đói bụng, cãi con cãi con ốc này ha, con
Nãy mình cũng quên đem cái cây mà dưới biển mà đâu có đem cái cây ấy cho được. Con này hào nhỏ nha mấy này. Này mà cỡ không kỹ nó dễ đứt tay lắm. Nhỏ mà khó cỡ ghê. Con này nghĩ chắc không có quá, có thật quá không thấy cái thấy hẻ nó nè, có thật thôi nè. Mà còn kỹ cái con hàng hay con gì mình không biết nha. Hào sữa nó có lọng lông, mà có một chùm lông đây nè. Lấy cái lọng lông này bỏ. Xuống mình rửa nước em anh em à. Rửa cát, rửa quá cát. Thấy chưa? Nhiều cái quay đó. Đây, hào sữa. Miếng hào sữa nè. Xíu à. Cái này ha. Cái này mấy anh em. Mình đem bù tạt theo á. Mình chấm. Rồi mình đang sống thử coi, nó có cái cọng, nó có cái cọng lông nè. Cái gì nó cọng lông nó xanh xanh đen đen. Lấy cái cọng lông này ra. Thôi mời mấy anh em nha. Béo. Béo mà có vị nước mặn á mấy anh em. Nó mặn mặn ngọt ngọt, con hàu nó béo nó ngọt nữa. Bây giờ mình đi cạy thêm con khác nữa mấy anh em ơi, mình ăn cho nó đỡ đói. Ở đây mình thấy hàu nhiều lắm mấy anh em ơi. Đây. Ở đây theo mình nghĩ là hàu mà chứ không có cá có bọng gì đâu. À, mấy anh em nhìn dưới cái này nè. Quay lên 10 đi cho nó dễ. Đó. Toàn là hào không à mấy anh em ơi. Mặn biển cũng không có gì luôn. Con mới gồng biển nè. Mời cái bãi ở dưới đây tắm vui chơi với thiên nhiên lắm nha. Mấy anh em mà xuống dưới cái bãi này nè. Ăn nhậu sinh tồn là ok luôn mấy anh em ơi. Đó dài dài ăn đẳng. Thấy người ta đăng lứ à. Cái đằng vào đằng như cái vớn trong nước ngọt này là kêu cái vớn. Ở đây kêu bằng đăng. Cái đăng. Đó. Ở đây chắc không có lặn bắt cá gì được không anh em ơi. Tại vì ở đây nó mấy ngạn rồi gạn đá ngầm này bự bự mà nữa, rất xa xa không có cá đâu. Cá là phải lặn mấy chỗ dạng san hô rồi á mấy anh em ơi. Mình quay nãy giờ ở đây không thấy miếng cá nữa. Không có một con cá nữa. Đây, mình thấy một mớ gông nè. Gông này không biết gông gì, gông này chắc ăn không được quá. Mình biết mấy anh em thấy không? Thôi mình đục thêm con hàu nữa. Hàu ngon quá anh em ơi, ngọt. Cực kỳ ngọt luôn.
Đây, mình sẽ kiếm con bự bự. Tính lặn biển mà không có gì để lặn hết trơn mình em ơi. Giờ mình đục hàu ăn luôn. Ăn vài con hàu lót dạ đi. Cho nó có sức. Hàu này không thể nào bự được nha. Lựa mấy con bự bự. Đây, nhìn này đây. Cái này đem theo bùa tạc đó mấy anh em. Cứng quá mấy anh em ạ. Mình cảm giác như nước đang lên hay gì. Nước đang lên. Rồi ra. Nó dính chùm vô. Này đói bụng cài ăn đỡ đói được rồi. À, giờ mình cài ra mình ăn đỡ quá vài con đi. Để cái hộp lên đây. Đỡ về con ăn mấy nè. Con hào mình hay quên. Hào này chạy cái kỹ nha mấy nè, đứt tay. Hồi này cải ăn còn một buổi trời. Ngồi vừa ngồi cải ăn hoài luôn. Con này con có nhớ xíu à. Chút xíu ấy à. Đó. Ăn thôi. Nó mặn mặn, ngọt ngọt. Đi sinh tồn này đây, có mấy con này nó đỡ lắm anh em, cái gì đỡ lắm á. Giờ này mình đói bụng dữ lắm, mình lột coi. Lột nãy giờ ăn. Không có chút chút mà, nó không có bự gì mấy. Xíu xíu à. Mình đập mình kiếm cái chỗ hở nó ở đây nè mình. Để mình cạy, môi không biết cạy, cạy hoài cạy không được. Khi mà nó hở rồi nè, mà khó cạy ra. Cạy này cạy gấp quá không được nè, đứt tay. Cái này cạy gấp thì để bao tay vô. Mới sọt ra được một lỗ, cạy nó lên. Đó. Nhưng mà mình bỏ cái chỗ cái cầm lông đó. Sữa trắng bóc luôn á nè, ngọt ra nó ngọt ngọt mặn mặn đã lắm, có nước biển đó nè, béo nữa đó. Mình xuống mình gỡ nước cái mình ăn.
Trời ơi. Ê, thấy vậy chứ mình cạy dừng 10 con á mấy anh em. Mình ăn là nó đỡ đỡ đói rồi mấy anh em ơi. Đó. Để anh quay camera lên. Không biết anh em có thấy không? Đây. Đây mình mới cạy nó ra nè. Chụp cái vỏ nó đi. Miếng nè. Thôi mời mấy anh em nha. Thấy miếng nó bị lớn lớn vậy chứ khoảng 10 con là đỡ đói lắm nha. Bây giờ 2-3 con rồi. Đúng rồi, sữa luôn mấy anh em ơi. Chua chua, ê quên. Mặn mặn ngọt ngọt. Béo béo. Đã lắm. Ra ngoài biển, à, cái này có bùa tạc nữa là hết sảy luôn mấy anh em ơi. Mình đi kiếm con nữa, mình cãi đây. 3 con rồi, mình dứt 3 con rồi. Kiếm con bự bự á. Con nhỏ quá nó không đã. Đây. Ở bên đây mình thấy nhỏ nhỏ không mấy nè. Kiếm con nào bự bự mình cạy cho nó ăn cho nó đã. Mình quên đem thay cục đá mình đục nó. Con này cũng có nữa nha, mà nhỏ. Bây giờ mình thấy mấy con cá dưới đó. Tính lặn biển mà biển không có gì hết trơn. Con này nhỏ. Được một cục này với mấy con nhỏ. Xích xích ngoài kia cắt mấy con bự bự. Ở đây thấy có dấu vết là cạy ăn nữa nè mấy nè. Cái gì nè. Cạy tại đây luôn. Ngồi ngắn vậy. Cứng dữ lắm này. Kiếm cái khe của nó cạn mấy ra. Đó. Đó. Ê, mấy con gì nó bự nè mấy anh em ơi. Nó bự hơn mấy con hôm nãy nè, chứ không phải là nó bự quá bự nha. Đó. Ăn 10 con gì là thấy chuyển dưỡng cái bụng rồi đi kiếm mò đi kiếm thức ăn khác nha. Đó. Dưỡng nó muốn cái. Đây. Để đây đi. Tại mình đang cầm vừa quay á mấy nha. Nên nó lâu chứ thật sự ra mình cạy khoảng 20 con này lẹ lắm. Đó. Mời mấy anh em luôn. Mới rửa nước rồi mấy anh em. Mời mấy anh em nha. Chính ba cái dầm này. Béo ngọt quá, sướng quá mấy anh em ơi. Đói bụng ăn gì cũng thấy ngon nha. Cài tiếp, mình cài tiếp. Còn mấy con lấy cục mình kiếm cái này mình cài ăn được rồi. Mấy con này bự này khó cài. Nó kín dữ lắm nè, nó không kín rồi nó chết.
con này khó cài, cài lăn lăn đứt tay. Đây, cái bên của con này mình thấy dễ cài, mà chắc nó nhỏ. Cái này có, cái này có cái cục đá cài nó lẹ mấy em ơi, con này vừa quay dễ khó cài quá, gõ thẳng vô luôn cho nó bể luôn. Tâm thẳng tay con này nhỏ đó, nó nhấc lên cho nó gà mà cái học sữa nè, mấy thằng nhỏ nhỏ này học sữa. Trời ơi, miếng thịt nè, chừng 20 con là được em mấy em. Rửa nước nữa cái, bỏ vô họng, bỏ họng luôn, chua không ngọt, mới quên, ngọt ngọt mặn mặn, cái chua ngọt hoài, không được thì mình, không được mình chơi gì luôn, học thẳng vô luôn nha mấy nè, học thẳng vô luôn, cãi nó lên, đó, học thẳng này nó mắc nước ngọt nha mấy nè, tại nó bể cái, bể cái nó bể cái sữa nó mắc, nó mắc ngọt đó, rửa đá dứt. Giờ mình chơi mình thọt sẵn luôn mấy anh em luôn, thấy không, khỏi mất công cài, kiếm chỗ cài lâu lắm, vậy là 20 con lẻ lắm đó. Rửa nước xong bỏ họng ngon quá anh em ơi, đó chỉ là lẻ nhất nè, nãy giờ mình mới nghiệm ra đó, tạt nó lên cãi nó, cầm ngay chỗ mấy cái dăm dăm, rửa miếng nước suốt thôi, bỏ vô họng. Nếu mà đâm thẳng, đâm nhẹ nhẹ thôi nghe mấy em, đâm bự quá nó bể cái bột sữa nó hết ngọt. Nãy quên đem theo cái chai bù tạt đó, gì rửa suốt. Đảo quá mấy em ơi, đói bụng đi về đi đầu mà đói bụng gặp mấy này cài ăn, cài cũng lẹ à đó. À, ăn sò ăn hào gì mới gọi là ăn này nữa nha, tuy nó nhỏ thì mình nó ngọt lắm nha, ngọt mà nó béo lắm, rửa trên nước dứt. Anh em ăn ngay cái bầu sữa trắng trắng á, nó béo mà nó ngọt. Đó. Hát nước lên cho nó ra ba cái này, ăn ngay cái bầu sữa trắng trắng này nó ngọt. Cực kỳ ngọt luôn. Còn ăn cái kia thì nó sực sực, dai dai sực sực. Rửa miếng nước, xay lại, xay camera lại, mời mấy anh em luôn. Ăn gì đó, đã không? Ăn còn sống luôn mấy anh em ơi, nó không có tanh, nó không có hồi. Còn ra chợ mua ăn nhiều khi nó hôi hôi nha mấy anh em, vì nó không hôi. Mình sẽ thử tiếp. Nãy giờ nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con rồi, 8 con rồi. Lẹ lắm mấy anh em ơi, chọt gì là lụm à.
đó, nó bể bột sữa nè. Văn cục thịt ra. Trời ơi, nó em chiều chiều nếu mà nước không lên đem cái lon bia ra đây vừa cãi vừa nhậu luôn, chai bù tạc tới tay luôn, dứt thôi. Nãy giờ mình thấy nó cái bụng mình nó im im lại đó mấy anh em ơi, quá đã, ngon quá. Cái con này thì con này thấy bự nè, đó. Thọt vừa lủng lỗ nhỏ để mình cạy lên nó không có mắc sữa. Đây là văng lên rồi, cạy thì lẹ lắm, tại mình sợ mắc cái sữa nó hết ngon, cho nên mình làm từ từ, đó, rửa luôn nước sống đánh lên rửa luôn nè. Nó chạy ra ít thôi. Đây nguyên miếng, con này hơi bự nha, có cái trắng trắng này nó béo nè, béo mà ngọt lắm đây. Rửa nước ra đó, dứt thôi. Ngọt ngọt béo quá, béo ngậy luôn mấy anh em ơi. Con này nó hở lên nữa, mới hở lên. Con này mới hở lên nè, mới hở họng lên nè. Đó, tát nước lên. Con này đóng rong tùm lum, mình lấy cái chỗ cái thằng trắng đó thôi. Đó, gặp đi ra biển mà gặp mấy cái này nè, chịu khó ngồi cạy như người hút à, ăn là lót dạ được không. Mình ăn nãy giờ mà mình thấy cái bụng nó hơi im im rồi đó mấy anh em ơi. Ai đầu cổ nè, để vuốt cái đầu lai hay đẹp trai chút cái. Ra ngoài này gió đầu cổ đi ấn mấy anh em ơi, mình chia sẻ ở Bãi Châu nha mấy anh em. Mình không biết sao ở đây đặt là Bãi Châu nha, chắc là lần ở đây chắc cũng nuôi trâu vừa dữ lắm hay gì nè mới đặt Bãi Châu nha, chứ mình thấy mấy hòn đá này không có cái nào mà giống con trâu hết trơn. Hay là người ta chụp từ trên xuống cái hình của cái chỗ bãi này là hình của con trâu mình cũng không biết. Bây giờ mình chia sẻ cho mấy anh em chỗ bãi tắm Quang Sơn nha mấy anh em. Là mấy anh em xem lại mấy cảnh Quang Sơn luôn. Đó, vừa trong máy biển xe mình kìa. Mình quay một vòng cho mấy anh em xem luôn. Đó. Đây là hướng này là ra biển, có mấy cái cục đá ngầm nè, mấy cục đá ngầm này có mấy con hào ở đây, đem bia ra vừa cải hào vừa chấm bùn tạt ăn tới luôn cái này mà. Đá là cái đầu đẳng, đẳng là cái đầu đẳng có mỏm đá ngầm nữa, theo mình nghĩ nó cũng như ở đây thôi, nó không có sang cạn sang hô á mấy em, nó cá ít lắm. Với ở đây chưa có đủ sâu, sâu chắc gần sang hô mình phải đi ra tuốt ở ngoài biển đó mấy, ngoài để mình quay tuốt ra ngoài xa lắm mấy em ơi, đi khoảng một cây số hai cây để anh quay. Đó, đi ra ngoài đó chắc mới có cá. Ngoài đó cũng còn cạn nghèo nha mấy anh em, cũng khoảng tới ngực à, tàu người ta đậu tuốt ngoài kia đó. Mình chia sẻ cho mấy anh em xem cho mấy anh em cái chỗ du lịch mở bên Phú Quốc mà Quang Sơn nha mấy anh em.
chỗ mình đi mấy chỗ Hoàng Sơn á, một là đỡ tốn tiền, hai là thức ăn đồ mồi nữa, mình mua bia theo thôi, hoặc là mình mua nước với bia đồ theo. Còn ở đây á, thì mấy anh em ngay chỗ cái bãi Châu này nè, Dũng Châu bãi Châu này nè mấy anh em, là có hào nè, cá thì nãy giờ mình chưa có thấy, sò mình cũng chưa thấy, sò ốc đồ chắc mình phải đi bư ở dưới cát mấy anh em, mình phải đi bư dưới cát mình mới thấy được mấy kiếm sò ốc đồ này kia. Ở đây tại vì nó không có những cái dạng san hô bự, dạng san hô bự đồ nó mới có ốc đồ nhiều, ốc mắt ốc này kia ốc nọ đồ nhiều. Mà đi những cái chỗ này nè nó đẹp quan sơ mà nó có thức ăn đồ nó mà nó đỡ tốn tiền, thì nói chung ra nó không có đẹp hơn mấy cái chỗ mà người ta đã làm lại rồi nha. Nhưng mà ai thích cảnh quan sơ đi quan sơ. Còn mấy video sau kế tiếp á mấy anh em, mình sẽ chia sẻ cho mấy anh em mấy cái cảnh mà chỗ có thu tiền thu vé rồi đó mấy anh em. Mấy chỗ đó thì nó đương nhiên nó phải hơi đẹp hơn rồi, tại vì có bàn tay nhân tạo vô. Nhưng mà mình yêu thích thiên nhiên hơn mấy anh em ơi, bởi vì mình chia sẻ cho mấy anh em mấy chỗ thiên nhiên thì nhiều, quan sơ thì nhiều. Ở đây á là giờ này nước đang giật đó, là cái này bãi Châu nha, Dũng Châu rồi bãi Châu luôn, Dũng Châu bãi Châu gì cũng được, nó gần bãi Thơm thôi. Mấy anh em ơi, mình sẵn hành trình mình đi á, mình sẽ đi tới bãi Thơm luôn, mình quay vòng bãi Thơm cho mấy chia sẻ cho mấy anh em, chỗ đó cũng quan vắng luôn nha. Cũng có một cái quán nhậu nhưng mà không có hay cắt gì chứ, người ta chỉ bắt cái bàn ghế đồ cặp theo cái khu cát mà nó nằm ở trên bờ á mấy anh em, người ta bán quán rồi cái chỗ có cái nhà để nấu ăn thôi, còn ngoài ra thì quan sơ hết trơn nha mấy anh em. Mà đi vô đó thì không có tốn tiền gì hết trơn nha, mình đi ngắm cảnh đồ, ngắm biển đồ, ngắm dạng san hô, hay ở đó cũng cái người chủ quán nó cũng chở mình đi ra mò ốc và giăng lưới bắt cá rồi nữa mấy anh em. Chuyến đi vậy cũng dễ gậy à, có 100.000 hay gì thì mình đi có 100.000 hay gì cũng rẻ lắm. Ai muốn ở lại lặn bắt ốc thì bắt ốc bắt này kia nọ đó thì lặn, chở lại cái chỗ đó cho mình lặn mình bắt, rồi xong rồi cái đầu người nào đi đánh lưới với mấy người mình với cái ông chủ quán trên đó, ông chủ quán đó thì mình cũng lại mấy lần này, mình lại đó mấy lần rồi mình cũng biết không đó, là ở bãi Thơm nha. Thôi video mình sẽ dừng video tại đây, mình sẽ chia sẻ tiếp cái bãi Thơm cho mấy anh em xem nha. Mấy anh em xem kênh mình nhớ đăng ký kênh mình và cho mình một like nha, cảm ơn mấy anh em trước nha. Phần kế tiếp thì mình sẽ đi bãi Thơm, mình quay cho mấy anh em xem nha. Còn mấy anh em xem bãi Thơm nha mấy anh em.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.